xong rồi chui vào trong chăn, chùm trong chăn, chùm vào chăn cả tuần liền, ngày nào cũng chui vào trong chăn, xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng một, thế bạn bè thì hay trêu, trêu là hoa cúng, bạn hoa cúng là mọi người rất là ngưỡng mộ ạ, ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ạ. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi, trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con phát hiện và phát hiện có em bé đúng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé ạ. Lúc đó em như thế nào? Sao? Thì vợ thấy sốc quá, thấy không khủng hoảng, sốc khủng hoảng luôn đấy ạ, chỉ biết khóc thôi. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả. Em tên thật là Trần Đình Tiệp ạ. Em ở Bắc Linh ạ, năm nay là em 29 tuổi. Nè, đồng hương với tôi đấy nhé chú nhé. Bắc Linh chú ở chỗ nào? Em ở Yên Phong ạ. Yên Phong hả? Vâng. Chị ở Chùa Dận á. À, Chùa Dận thì cách em mười mấy cây ạ. Chùa Dận á, trời ơi, đó gặp ngay ông đồng hương. Anh giới thiệu đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Luật, em đến từ Sơn La và hiện nay em đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ. Quê chồng ạ. Theo chồng về là về Vinh đó phải không? Về Bắc Ninh ở Sơn La. Sơn La nhưng mà có biết hát quan họ không em? Em biết hát vài câu thôi ạ. Hát một vài câu đi, hát cho nghe cái nào. Không khí lên coi. Ừ. Dạ. Ngồi rằng là ngồi tựa ý có mây màn ơi ơ thuyền là ngồi tựa màn thuyền ấy mây đêm là đêm mới hôm qua. Hay lắm bài đấy. Ngồi tựa màn thuyền. Bài này chị hát trong Neo Biết Đại Chiến rồi phải không? đúng rồi. Luật nói là Luật làm công việc gì? Dạ hiện nay là em đang làm nhân viên bán hàng này, làm kế toán này, làm trợ lý này, kiêm bà nội trợ này, ô xin các chợ quá giỏi luôn. Hai em là đi từ Bắc Ninh vào trong Sài Gòn tham gia quay chương trình này. Vâng, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay và lần đầu được vào Sài Gòn ạ. Đó, quý vị thấy chưa, coi như cặp vợ chồng đến từ Bắc Ninh xa xôi như thế mà đã vào đây mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chính vì thế chương trình Vợ Chồng Son luôn luôn chào đón tất cả các cặp vợ chồng ở mọi miền đất nước, cho nên là ai muốn tham gia là cứ mạnh dạn cứ đăng ký tham gia để gặp chị Vân và anh Quốc Thuận là sẵn sàng là chào đón các bạn ha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ngày xưa là vợ em là mình có học lớp 11 ạ. Thì vợ em lên trên Hà Nội này, gọi là lên chơi thôi. Thế là gặp nhau lúc đấy thì biết nhau thôi ạ. Chưa có yêu thương gì nhau. Nhưng mà đi lên, bạn lên Hà Nội, rồi em cũng lên Hà Nội. Em là sinh viên ạ. Sau mãi nữa, mấy năm sau rồi mới lại tiếp xúc nhiều thì mới thích. Thế còn em thì sao? Thì có một ấn tượng gì đặc biệt đối với anh này không? Dạ, lần đầu gặp thì em có ấn tượng là nhìn anh này cũng thư sinh. Tóc lúc đấy là để tóc dài, đeo kính ạ. Lần đầu thì như vậy là ấn tượng rất là tốt ạ. Và sau đó em tấn công cô gái này bằng cách nào? Và một ngày mưa gió thì em cũng không có số điện. Và Facebook thì cũng là không kết bạn, hủy kết bạn với nhau. Thế là em tìm vào quán net. Vậy là tìm lục trong Facebook của vợ thì là thấy bạn của vợ thì gọi điện. Em có số của bạn này không? Anh là bên kiểu như là đội thanh niên hay gì đấy cần số. Thế là cho số rồi gọi cho vợ, thì vợ lại nghĩ là anh này anh trêu mình, cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa, em mới lại mồm em mới lại chúm chím cười, em bảo em có hạnh phúc không. Thế là lần đầu tiên gặp sau rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi nói chuyện với nhau bình thường, thế là em mới chủ động là em cầm tay, em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á, lúc đi thang máy là em thơm một cái vào má, thơm một cái vào má luôn. Em thơm luôn, lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Có bị giờ chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng hình em lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng không nói được câu gì ạ. Và đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Khi mà ra bãi giữa sông Hồng ấy, ở trên một cái chòi rất là cao, hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông, mưa lớt phớt. Ôi trời ơi. Rất là lãng mạn luôn. Thế là tự nhiên anh đấy tiến tới ôm và hôn luôn. Nói là yêu anh nhé. Em cũng đơ luôn. Đơ luôn. Lúc đó là hôn môi đúng không? Lúc đấy là môi ạ. Đó, rồi, thì xong rồi tối về sao? Tối về thì em thấy rất là ngại. Đây là nụ hôn đầu ạ. Ngại xong tới, rồi chui tới, vào trong chăn. Tới,
chùm trong chăn, chùm vào chăn cả tuần liền, ngày nào cũng chui vào trong chăn, xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Thế là bạn cùng phòng mới thắc mắc, không hiểu con này nó bị làm sao, nó suốt ngày chui trong chăn xong thỉnh thoảng lại hét lên, hét lên rú lên như một con điên, đúng không? Đúng rồi ạ. Hai em là lần tiên hôn nhau ở một cái chỗ nó rất là lãng mạn, vâng, đúng không? Vâng. Vậy thì khi yêu các bạn có tiếp tục lãng mạn như thế không? Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao, anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Cứ thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy, thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến lớp, đến trường. Thế là mang hoa đến, nhưng mà đều là trùng. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cúng. Mang hoa cúng. Mà mọi người rất là ngưỡng mộ, ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ấy ạ. Bạn này có hay làm thơ tặng em không? Dạ có ạ, chúng em thì rất hay làm thơ. Thơ thì đối đáp để nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Face hay là gì kêu ca, thì nói chung là viết cái tút gì á mà em thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực hay gì là em thôi. Tức là dùng thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không có nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi ạ, khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Anh quá ích kỷ nhỏ nhen. Hứa lên hứa xuống hẹn em còn gì. Đúng là như mới dậy thì thay đổi tâm lý, nói gì cũng sai. Đã thế còn thích nói dài. Thôi thì anh chót, thôi anh cài tai phone. Thế là anh ấy lại tiếp tục. Đâu, em nói thế ra. Thế thì xong là em lại nghĩ ra luôn, em làm luôn là em này giận quá mất khôn, tự nhiên lại cứ sồn sồn với anh. Đành rằng em rất lành chanh, nhưng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ em. Đã vậy anh sẽ không thèm cùng em đạp vịt, ăn kem Tây Hồ. Trước cái bài thơ đấy là vợ em là có nhắc đến cái chuyện là hứa cho đi đạp vịt, cho đi ăn kem, rồi là không đi, chưa có thời gian đi. Đấy, thương quá luôn á. Bây giờ là các em là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là bao lâu? Dạ là 3 năm 3 tháng ạ. Vậy trong khoảng thời gian đó các bạn có những cái biến cố gì trong tình cảm hay không? Dạ có rất nhiều biến cố ạ. Chia tay giận nhau rất là nhiều. Do khác biệt về quan điểm về công việc ấy ạ. Em thì luôn muốn là học xong thì sẽ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn anh thì thích là kinh doanh ạ. Nên là... Tức là làm tự do. Vâng ạ. Thế nên là có tranh cãi rất là nhiều về vấn đề đó. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con. Phát hiện phát hiện có em bé. Đúng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé. Lúc đó em như thế nào? Sao? Thì vợ thấy sốc quá, thấy khủng hoảng. Sốc, khủng hoảng luôn đấy ạ. Chỉ biết khóc thôi ạ. Khi em báo tin cho anh biết thì lúc đó em sao? Tệp. Thì em nói luôn, thì bây giờ cưới chứ biết làm sao. Em bảo bố mẹ xin phép, thì bố mẹ các bác là lên đặt vấn đề xin phép luôn, cưới luôn. Vậy thì sau khi cưới thì sao? Có bị áp lực không? Có cãi vã với nhau? Áp lực gần như là quãng thời gian nó rất là khủng khiếp. Không phải là đến từ hai vợ chồng đâu, mà nó từ cái môi trường sống. Lúc đó tụi em sống ở đâu? Tụi em sống chung với... cùng gia đình ạ. Thì đang bầu bí thì hai vợ chồng cũng dẫn nhau. Vợ em cứ đòi ly hôn và chia tay. Em bảo nghĩ trong bụng thích bỏ nhau thì mình cứ đưa lên tòa thôi, cho vợ thích làm gì làm. Vì bảo bây giờ đang bầu bí không ai giải quyết, cứ cho đi cho thoải mái. Và ức chế lắm, nhiều lúc cũng muốn đánh vợ lắm. Đập mấy cái điện thoại lát thôi cũng không dám đánh vô. Không dám đánh. Nhưng mà sau đó tụi em giải quyết cái việc đó như thế nào? Tức là tụi em sống cho đến bây giờ tụi em còn ở chung với ông bà không? Dạ không ạ. Là ra riêng rồi đúng không? Ra riêng từ lúc nào? Từ lúc mà thằng cu nhà em sinh được hơn một tháng. Hơn một tháng là ra riêng. Là vâng. Em đi thuê nhà ở riêng thôi. Xong là bán xe của vợ đi, bán vàng bán biếc đi. Vàng bán hết luôn để mà lo. Bán hết đi để mình lại đi thuê xưởng là mình làm. Thì lúc đấy là gần như là tâm lý mình rất thoải mái. Mình không phụ thuộc cái gì cả nên hai vợ chồng từ đấy là nó ổn định, nó cứ vậy thôi. Không phải lặng về suy nghĩ. Trước ví dụ gia đình ngoài Bắc mà rất phức tạp cái vấn đề là lễ nghĩa hay là gia giáo hay là gì ấy, buôn bán hay làm gì cũng phải hỏi, nó rất là kiểu như là gia trưởng ấy. Kiểu như không liên quan gì đến việc kinh doanh nhưng mà là con là cái nữa, là vẫn phải hỏi, là phải báo được cáo. Phép thì mới cho làm khổ như thế. Vậy bây giờ vợ chồng em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm 5 tháng. 2 năm. Chồng em vừa mới nói từ gia trưởng đó. Vậy anh muốn hỏi bây giờ sẵn tiện là khui luôn cái tật xấu nè. Bây giờ chồng em có gia trưởng hay không? Đấy là tật xấu đầu tiên đấy ạ. Tật xấu đầu tiên đậm chất luôn ạ. Chồng em cực kỳ gia trưởng luôn, rất là hay áp đặt. Khi nào mà vợ nói lại thì lại bảo em cứ nghe lời đi, nghe lời chồng không thiệt đâu. Thế là em lại răm rắp làm theo. Còn tật xấu hàng ngày thì vô cùng nhiều luôn ạ. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ạ, có những hôm lên đến 39-40 độ.
mà 3-4 ngày chồng em không tắm luôn. Đi làm về toát hết mồ hôi, lại cứ thế leo lên giường ngủ. Là mùa hè đó đúng không? Mùa hè 39-40 độ. Vậy thì chúng ta có thể suy ra được là mùa đông là ổng không tắm một tháng luôn đó. Mùa đông thì nếu mà không nịnh, không dục thì sẽ hiếm khi tắm lắm. Rồi, còn tật xấu gì thêm nữa? Hay cáu gắt, nóng nảy, hay nói tục nữa. Nói tục? Cứ khi nào tức giận lên là lại nói tục. Có mày tao với vợ không? Có chứ ạ, mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn, chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ, lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Thế có ghen không? À ghen thì ghen cực kỳ luôn ạ. Ghen đến mức mà trên Facebook của em bây giờ là không còn bạn nam luôn. Ghen kinh hoàng. Không, không, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi bạn từ tiểu học không còn luôn ạ. Giờ là chỉ là khách làm ăn là nam thôi ạ, còn lại là không bạn bè gì nam đâu ạ. Sao vậy Tiệp? Đó thì em lấy lý do là ngày xưa là vợ em bảo em là không biết anh ghen. Không yêu em thì anh mới không ghen. Hình như anh chả yêu em cái gì. Thế là xong là từ đấy là em đấy, anh yêu đấy, đấy. Anh yêu là phải như vậy. Đó, cho anh giải thích đó. Ừ, cho mị biết là tôi ghen như thế. Rồi, bây giờ tới em đó Tiệp. Vợ em có tật xấu gì không? Vợ em ạ? Ngủ muộn này, rồi là ngủ dậy muộn. Và ngủ dậy có khi là 11 giờ ngủ mới ngủ dậy. Hoặc là tức là 8-9 giờ ngủ dậy là bình thường rồi. Mà nhà thì lại rất nhiều công việc. Cộng mấy lại là mình chỉ sạch cái chỗ ổ của mình thôi. Còn lại cái bừa bãi công việc thì không dọn, không quan tâm. Vợ có hay quan tâm đến cái cảm xúc của em không? Vợ em thì cũng rất là quan tâm. Vợ em là một người là rất là, phải nói là cũng rất là tuyệt. Và em nghĩ là không kiếm được một người nào gọi là bà 2/3 đâu. Đó, ba đảm đang không? Phụ nữ ba đảm đang. Nấu ăn ngon này rồi nói chung rất là chiều chồng. Em thì em làm mệt thì từ xưởng em chạy về cho chồng cúc nước đá lạnh như nào đấy là đầy đủ hết. Và nhân đây thì em nói luôn đi, cái mong muốn thay đổi của em ở chồng mình đó là gì? Vâng, em muốn là chồng em kiềm chế được cái bớt cái tính nóng nảy đi, rồi nói năng nhẹ nhàng hơn, rồi quan tâm chiều chuộng vợ hơn ạ. Thế còn Tiệp thì sao? Em chỉ muốn vợ em là hiểu thêm về chồng, về công việc của chồng để mà thông cảm những lúc mà cái áp lực cuộc sống, công việc nó quá nhiều ạ, không có thời gian. Những lúc rảnh rỗi thì lại bình thường. Em không phải là người cáu giận xong là cả ngày hoặc là cả tiếng hoặc là 15 phút sau. Chỉ một lúc thôi. Chỉ gần 2-3 phút sau thôi. Thế là xong lại. Thì thôi bớt mày tao đi. Không mày tao nữa. Nhưng hôm nay là nếu mà trong chương trình ở đây nè, nếu được á, bây giờ anh muốn chồng em á, anh hứa là anh bỏ rồi. Luôn cái chữ mày tao luôn có được không em? Hứa với vợ đi, bớt mày tao đi. Anh hứa với vợ yêu là tôi không còn kêu mày tao nữa. Không hạn chế cái lời nó không hay trong cuộc sống gia đình. Cùng xây dựng hạnh phúc nó bền vững hơn và phát triển hơn, cùng nuôi dạy con tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn anh ạ. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì trận, mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Ngồi suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì được cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế này em thu giảm tiếp người uy tín thành ra là lại bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà tao làm ăn được trả bây giờ đòi tao bỏ đi chứ không có cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau ở đấy ngày kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Cái đó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu nó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm sao rồi tới lúc nổi tiếng luôn. Mình nhìn lại nào thì mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là dạ. 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không?
Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm Trần Thu Bạc em thay đổi á. Phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ... Trước đấy rồi. Chứ em cho rau đấy dân ở đấy đó là... Một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường. Mỗi ngày vài tạ, ngày là tuần nào cũng như đều là... em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo là cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời? Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày, ví dụ em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Ví dụ ngày nay lời được 3 triệu thì em nhấn ra 5-700 hay triệu thì đấy. Còn ví dụ ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi là kia tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 thì rồi bắt đầu quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chúng được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền thì ăn chơi nó gấp 3 lần. Đúng rồi, người ta đi tiếp được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình, hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà, tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần, ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ và mình hình dung là những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ chứ không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi ấy là giảm thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ, thay đổi một phát một thì nó cũng hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không, em trong cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu mình ấy, anh có thật biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua được khuôn lên khuôn xuống mà vất vả rồi, được bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng đó. Sáng dậy sớm, cắm đầu vào làm để quên rồi về xong rồi trưa đó. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á, mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này cái đấy. Em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ nó không có, nó phải mượn từ ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bắt đầu khoảng 10-12 năm làm được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi. Suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình không? Là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, lâu lâu cũng mua rau cho mấy thằng ở sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ đúng mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à. Còn cái bén duyên ấy, nghề bán rau là đợt đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau lòng vòng xấu. Cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời, đúng. Cái vốn ít. Phải siêng, phải siêng. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 8:30-8 giờ tối em ra em bán 20,000 em bán về. Đúng rồi. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho đó rồi. Đó. Chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó không ăn thu vậy. Thôi giờ viên mãn rồi. Viên mãn rồi, chuyện có chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Nha.
Không, em danh chuôn lắm, em danh chuôn làm. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng đi rồi, chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2. Chương 2. Hai vợ chồng có xem vợ ông son nhiều rồi, đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ. Đó. Thôi giờ em đó. Dạ. Chồng ấy đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tà quy chánh rồi. Đó, bây giờ vậy có nhưng thật mà xấu còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra rồi. Xong rồi á cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này cháu thay đổi vậy không còn gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như làm tổng những cục càn không được, dạ như là không được mềm nhẹ nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bực lắm. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghĩ, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm thì có một hai lần nữa. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Cũng phải thương đâu mà chọi đâu cái chén nó cho cái nồi vào đầu rồi sao dám. Tức là mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Ủa rồi ôi, thế là gặp được rồi là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ chồng ăn nguyên trái bí đỏ rồi. Đấy, bí đỏ. Không định lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó không biết nó quá sự thật. Mà nhìn thì nó nóng lắm, nóng với chồng đó. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy. Ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này. Thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn để nhiều, yên được á. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô còn khều mà. Khều nữa cơ. Thế em đừng có bị hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết, nó hên xui. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó, tặng một bó đúng không? Chết dở. Gặp mấy em đẹp đẹp khỏi lấy tiền. Đẹp đẹp, khỏi lấy tiền, mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi không rồi. Bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi, em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Úi dồi ôi, tán là ngon luôn ý. Ngon luôn. Úi dồi, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Con không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi, con không ghen. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát đi nhậu nhẹt hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nữa tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá, em tát cho một tát. Ôi, tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Là vợ gọi thì không thèm bắp máy, vợ tức quá, vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn, thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn á. Lặng ơi, đứng hình luôn. Làm gì? Tức em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi nào đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô vợ làm cái tan và choáng váng luôn, cầm cái ly bia nè. Là em đứng hình đó đúng không? Đứng hình. Tao uống hết ly bia cho nó đỡ quê. Đỡ quê. Đỡ nhục. Mình gọi chạy về hết luôn rồi mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó về sau chắc khỏi dám đi. Mấy bé kia là đi về hết, lẳng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ông xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Thì ngày sau con mới chửi. Chửi rồi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tật vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi. Gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà như Minh á, Minh suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy một cái giỏ hoa đó
cái giỏ hoa đó Minh. Mà thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, Minh làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả, nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tôi nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữa cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà nấu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi, cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình biết đâu chừng nó hot là sao Minh? Hot đó Minh. Là chị nói là thiệt. Ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha. Nha. Làm gương mặt đại diện luôn. Cái giỏ rau củ mà tặng. Ô. Hết đó nghe. Lúc trước con lấy cái bông lờ với này, lấy ớt với này, ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng cái gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng bằng đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu lại là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp phải không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy. Thì là mỗi ngày một loại đó Minh. Không chừng thêm đứa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok bây giờ đó, bây giờ mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa. Nên có một chút lãng mạn nha. Rồi. Bây giờ tới Minh đó. Sao? Em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu của nó. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dậy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu, mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Anh bí đỏ của tôi sao mấy bà biết đúng được rồi. Đúng không? Vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì lâu lâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi, đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được, coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng chửi có. Cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thế mà còn chối. Nghe cái chát mà rồi nín áp âm thanh phòng luôn. Một phát thằng tay luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy hôm sau em lấy tiền bo sao. Ừ, để sao được. Em đi nghe em về đi, hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ này kia, ăn nó nóng thì nhận đi, lúc ăn hết nóng này nói này kia được. Chứ đừng trước mặt em bút mọi người nói là kia nó hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng. Đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó mất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hồng Anh. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi là karaoke xả chét. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện. Còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình. Có người này người kia mới vui, còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ, mấy thằng thua bài nó đi nó tầm tầm. Hồi xưa là chưa thay đổi, là mấy điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài mà mấy năm nay thì 5-7 tháng 5-2 năm đi lần. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì cũng vậy. 8 đến 10 năm rồi. Bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh ấy lại xuống được, tóc nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nick name Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy, có nghĩa là ảnh tu luôn đó. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Minh phải để hàm râu thì mới đẹp. Phải để hàm râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè, Minh á là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi bắt đầu ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Thế đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ. Tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe xong rồi á là
em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa giặt xả Minh Râu rồi, bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer theo quà gift, tặng đó. Gift. Gift, ví dụ vậy, gift, gift đúng không? Gift Minh Râu. Đó. Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó vụ mình... đó chị thấy quá hay luôn á. Thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái cũng cái thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm ra. Dính tiền bán rau bán dính ra. Đó. Cái bé bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Em được ba đứa. Ba đứa rồi. Thôi thế đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau đi chơi, đi hưởng thụ đó, rồi làm công công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ. Đúng luôn rồi, ha chị. Đó là tuyệt vời luôn đấy. Con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này cũng đi theo Nhi đấy, con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại, rồi mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, xong rồi thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi, con mua hành quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Không, thật ra đi. Đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy là cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Đó. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra mạn, như thế này chưa nè. Lãng mạn, đúng đó. Không? Chúc mừng em vì có được một người chồng. Đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc á. Thay đổi. Và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài đến bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi trong nhà nhớ thôi thì bớt nóng đi nhớ thôi thì giữ thể diện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào, ngọt ngào với vợ đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở tại nơi đây. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó đứa nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh ấy thể hiện tình cảm luôn. Rồi đứng lên đi. Đúng rồi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Phải nói trong vòng 2 phút. À, chắc cũng chưa từ 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 rồi. Cũng 17 năm nay, 16 17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Rồi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay vợ chồng mình vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi tí xíu. Để nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con. Rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia nữa. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em. Nói chung là biết lo cho vợ con. Lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Đâu mình nghe. Nói đi vợ yêu chồng. Trời ơi. Tụi nó không có hôn môi, người ta ghét quá. Dễ thương. Không lẽ lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha.